Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất xanh đang trở thành một trong những mô hình được nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng tới nhằm đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, đồng thời nâng cao vị thế, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở cả thị trường trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, sản xuất xanh đang là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Tham gia vào chiến dịch sản xuất xanh thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tại Việt Nam đã và đang chú trọng sử dụng nguồn nguyên vật liệu tự nhiên, nhiên liệu, hóa chất không gây độc hại, đầu tư dây chuyền máy móc, công nghệ, trang thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế để cải tiến quy trình hướng tới sản xuất xanh, hướng đến các tiêu chí sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ngành cơ khí trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì chúng ta làm được rất nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho những cái công trình trọng điểm, cũng như là phục vụ cho những cái tiêu dùng cho dân sinh. Thực ra cái kinh tế xanh, kinh tế sạch, kinh tế tuần hoàn ấy, thì nó có mấy cái góc độ, là cả cái quy trình sản xuất là phải được tối ưu về cái vật liệu, tối ưu về cái năng lượng, tối ưu về cái nhân công, tối ưu về cái sử dụng lại cái phế thải, thì chúng ta đang làm. Hiện nay, sản xuất tiêu dùng bền vững đã và đang lan tỏa, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình. Đối với ngành dệt may, trong những năm gần đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đã đẩy mạnh triển khai mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất xanh, thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp thành viên. Các doanh nghiệp phải giảm chất thải phát sinh, thay đổi thói quen và công nghệ sử dụng năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, VITAS cũng phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF triển khai dự án xanh hóa ngành dệt may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về vấn đề là phát triển bền vững. Chúng ta hay thường gọi đó là xanh hóa, tức là làm cho môi trường trở nên là sạch đẹp hơn. Chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống recycle, tức là nước chúng tôi sẽ tuần hoàn lại để làm thế nào mà hạn chế cái lượng nước sử dụng cũng như là lượng nước thải ra môi trường. Ngoài ra về nguyên liệu thì chúng tôi cũng đã sử dụng những cái nguyên liệu tái chế, ví dụ như là làm từ các cái vỏ mía, vỏ bắp hay là những cái chai nhựa để mà tạo ra những cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến cho khách hàng. Với cái xu hướng mà thời trang bền vững thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mà doanh nghiệp dệt may của Việt Nam chúng ta cần phải đáp ứng được yêu cầu đó. Cơ khí là ngành công nghiệp quan trọng của đất nước. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất linh kiện ngành cơ khí trong nước có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như khuôn mẫu các loại, linh kiện cơ khí, dây cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật. Thêm vào đó, nhu cầu của thị trường công nghiệp hỗ trợ rất lớn nên nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm chất lượng, đặc biệt là hướng tới một nền sản xuất và tiêu dùng bền vững. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tham mưu cho Chính phủ sớm xây dựng chiến lược, quy hoạch để phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong thời gian sắp tới. Khi cơ chế chính sách hỗ trợ sớm ban hành và đi vào thực tế hơn, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, mở rộng hợp tác và chia sẻ thị trường, mang lại một tương lai sản xuất và tiêu dùng bền vững cho ngành cơ khí Việt Nam. Chúng tôi sử dụng các hàng tái chế từ những cái sản phẩm hay là những nguyên vật liệu thừa hỏng, không thay bằng việc là vứt vào môi trường, thì chúng tôi đã tái chế và sử dụng thành những sản phẩm có thể đưa ra có những tính thương mại rất là cao, góp phần vào sự phát triển bền vững bằng việc sử dụng năng lượng tái tạo. Điều này cũng là một chỉ tiêu rất là quan trọng đối với những khách hàng từ Âu, Mỹ. Khi họ đến với Anbi chúng tôi thì đây là những cái yêu cầu tiên quyết để có thể bắt tay vào làm việc tiếp được với họ. Gần đây ở Việt Nam, xu hướng tiêu dùng bền vững với những sản phẩm thân thiện môi trường ngày càng được quan tâm và có tầm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất, phân phối. Khảo sát năm 2023 của tổ chức Nielsen IQ cho thấy đã có 38% người tiêu dùng đánh giá sáng kiến và hành động thiết thực của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường là hết sức quan trọng. Do đó, việc các doanh nghiệp nhận thức được sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như phân phối xanh giúp các doanh nghiệp tiếp cận được những xu hướng trên thế giới. Để có thể đáp ứng được cái tiêu chí vừa thân thiện với môi trường, vừa bền đẹp, đúng không ạ? Thì chúng tôi đã có sự kết hợp giữa nhiều cái vật liệu để tạo lên cái sản phẩm đồ gỗ nội thất mỹ nghệ. Trong đấy có sự kết hợp giữa gỗ cũng như kim khí, cũng giống như là da, vải. Có thể sử dụng những cái vật tư đã sử dụng để chúng tôi kết hợp vào. Đấy là một những cái loại vật tư mà phụ chúng tôi có thể đưa vào để kết hợp, mix vào với sản phẩm để tạo ra một sản phẩm mới vừa đẹp, vừa thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh thị trường trong và ngoài nước đòi hỏi ngày càng cao, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy sản xuất trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
chương trình hành động quốc gia về sản xuất, tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cần tạo hành lang pháp lý, khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đầu tư, thực hiện các nội dung về sản xuất, tiêu dùng bền vững. Trong năm 2024, Bộ Công Thương cũng sẽ chú trọng hơn nữa đến công tác truyền thông, làm sao để nâng cao tư duy, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp cũng như thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm xanh, sạch và sản phẩm thân thiện với môi trường, qua đó thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.